Tiếp tục chia sẻ cho các bạn một vườn quất chậu nhựa rất là xanh và đẹp luôn. Bạn xem cây quất rất là đẹp. Thực tế vườn này là rồng là hơi mau, thành ra mình không đi vào trong giữa quay được. Mình sẽ đi ở bên ngoài quay cho các bạn nhìn cho thật mặt nha. Rồng trên loại chậu nhựa cao khoảng 30 phân các bạn nhé. Rất là sai quả. Quả xanh, quả chín đều có. Lác đác có những bông hoa đang bật ra, nụ rất là nhiều luôn. Cái kênh nhà nông 25 giờ này của mình thì mình chủ yếu là đi chia sẻ kinh nghiệm của bà con nông dân làm cây và tìm những vườn cần bán và cho những thợ khách mua không biết chỗ để đến mua. Thì là mình sẽ quay cho các bạn xem, để các bạn mà có cần mua thì là cứ liên hệ nhắn tin cho mình hoặc là gọi điện theo số điện thoại mà mình được ghi mở trên tiêu đề đấy. Đây các bạn xem, thế là cây rất đẹp luôn. Cây rất là xanh. Rất là sai quả và đẹp luôn. Mình sẽ có chặt một tí nhưng mà mình cũng cứ vào cho các bạn xem cho rõ nhé. Vào mé trong nhé. Đấy các bạn xem thực tế mé trong này. Cây rất là đẹp. Nói chung là đây các bạn xem cây này thì nói chung cả vườn thì có một vài cây không đáng kể. Nếu các bạn có mua thì các cây này cũng là chỉ là bỏ thôi. Đây các bạn xem. Thế quất rất là sai. Họ nào có nhu cầu mua thì cứ về tại xã Đông Cảo, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Đấy là địa chỉ của nhà vườn và số điện thoại mình sẽ ghi ở trên tiêu đề. Rồi các bạn đi một lượt xem vườn quất thế nào. Đấy các bạn xem. Cái dây cây rất là đẹp luôn. Hoa nụ đang báo một lượt này các bạn này. Rất là đẹp. Hôm nay thì quả nhiều, quả xanh hơn cho những bạn nào mà thích quả xanh chơi được lâu. Quả này thì các bạn cứ yên tâm là chơi thoải mái đến tận tháng 3 luôn. Đấy, các bạn xem quả không sai không, lá rất xanh, lộc vẫn bắn nhiều này. Đọc cờ nha các bạn nhé. Các bạn xem video thấy hay và mình chia sẻ có ý nghĩa thì xin hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.